Xin chào mừng quý vị, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh mua bán tôi Cú Kèm Loan. Và trong buổi chiều hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu cho quý vị, anh chị, các bạn qua những cái mẫu xe hiện tại đang có tại salon nhé. Với cái mức giá là hơn 200 triệu đồng cho đến gần 400 triệu đồng thôi. Và đặc biệt những cái mẫu xe em giới thiệu cho anh chị các bạn là toàn những cái dòng xe gầm cao tốn xăng. Thế nên là hợp nhu cầu kinh tế của quý anh chị nào có thể áp Zalo trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại ghi trên màn hình 0377665809. Em sẽ gửi ngành chi tiết những cái mẫu xe đó cũng như là video từng xe cho quý vị anh chị các bạn tham khảo nhé. Vâng, thì chiếc xe đầu tiên là cái mẫu xe Chrysler 300 sản xuất năm 2007, được trang bị khối động cơ là 3.5. Em đang chào bán chiếc xe với cái mức giá là 425 triệu đồng. Xe rất đẹp luôn, đẳng cấp luôn, dành cho anh chị nào mà đam mê với tốc độ cũng như là dòng xe sưu tầm. Đấy, không để ý cái phần xăng cộ thì có thể sở hữu được chiếc xe này nhá. Xe rất đẹp luôn. Đấy, với cái mức giá hơn 400 triệu đồng thôi. Thực sự mà nói đây là một mẫu xe người ta có thể đánh giá là mẫu xe của nhà giàu nhưng mà giá tiền thì của nhà nghèo luôn. Đó. Chiếc xe này từ năm 2007 thực ra là với cái tầm tiền nó rất là nhiều luôn, nhưng bây giờ nó chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Thì tại sao em lại nói là xe của nhà giàu nhưng mà giá của nhà nghèo luôn ấy ạ? Đó. Thực sự là với cái mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này thì nếu mà anh chị đam mê thì anh chị các bạn đừng nghĩ phần xăng cộ làm chi. Vì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó khá nhiều, phải trên, phải gần, nói chung là 20 lít, 30 lít ấy ạ. Đấy, nói chung là áng áng vậy. Nói chung là nhiều. Đó. Nhưng mà đổi lại chúng ta đi cái mẫu xe này, nói chung là mẫu xe của nhà giàu rồi. Đấy, đi nó rất là đầm, rất là chắc, rất là lướt xe luôn. Đấy, dòng xe thiết kế cho người nước ngoài nên cái độ trường xe của nó rất là thích nha anh chị nhá, nếu chúng ta đi đường dài. Những cái mẫu xe sedan này đấy, càng chấm lớn anh chị đi đường dài anh chị mới biết được cái công dụng của nó nhé. Đấy, mới biết được cái công dụng của chiếc xe này luôn. Thực sự là đi đường dài nó rất là sướng luôn, rất là nhẹ, rất là đầm. Nội thất da nguyên bản theo xe anh chị nhé. Nội thất da nguyên bản theo xe, xe hoàn toàn là không có cấn đụng đâm xô gì. Bao kiểm tra check test thoải mái cho anh chị luôn. Cái video chi tiết của chiếc xe em đã có rồi. Thế nên chị các bạn quan tâm thì có thể Zalo trực tiếp cho em, sẽ gửi video riêng. Mẫu xe thứ hai là mẫu xe Ford Mondeo sản xuất năm 2009. Chiếc xe này với khối động cơ là 2.3 thì em đang chào bán tại salon với mức giá chỉ có 269 triệu thôi. Đấy. Hồ sơ cầm tay rồi, biển tỉnh anh chị nhá. Thế nên là anh chị các bạn khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có thể bỏ qua chiếc này cho em, vì là nếu mà anh chị các bạn không tiếc cái 20 triệu ra tên á, tiền biển nhá, thì có thể sở hữu chiếc xe này. Vì ra tên mất 20 triệu tiền biển vì bền tỉnh anh chị nhá. Đấy, Ford Mondeo, chiếc xe này em cũng đã có video rồi. Và cái chiếc xe này rất là rẻ luôn này, X5. Đấy, toàn những cái mẫu xe khủng long thôi mà giá rất rẻ luôn. Thì em bao cho anh chị các bạn không nỗi luôn anh chị nhá. Với cái mức giá là 235 triệu, đấy. Trực tiếp tại video này em sẽ giảm giá là 225 triệu chiếc xe X5 sản xuất năm 2005. Đấy, tất cả những cái xe này em đều có video. Và riêng chiếc xe Camry này là chiếc xe 2008 và được niêm phong năm 2010. Với mức giá bên em đang giao bán là 395 triệu chị nhé. Và chiếc Gentra này thì bên em đã nhận cọc rồi, đang rút hồ sơ cho khách. Và cái mẫu xe Hyundai, cái mẫu xe Hyundai này thì em cũng đã nhận cọc rồi. Đó, nhận cọc trong Lam rồi anh chị nhé. Fiesta cũng đã nhận cọc rồi. Mẫu xe gầm cao Nissan X-Trail 2009 được trang bị số tự động 2.0 với cái mức giá chỉ có 330 triệu thôi. Bao zin cho anh chị các bạn, không có đâm sâu ngập nước gì, cũng như là hệ thống máy zin, keo chỉ zin. Xe màu xanh ngọc. Đây, nội thất zin theo xe này. Đấy. Da rất đẹp luôn. Đấy, da rất đẹp luôn chị nhá. Full đồ. Đấy, full đồ luôn. Nissan X-Trail 2009 330 triệu đồng. Anh chị các bạn yên tâm là những cái mẫu xe càng tốn xăng, nếu anh chị đi gia đình thì yên tâm là chất lượng của nó rất là ok luôn. Chị nhá, rất là ok luôn. Đây, chiếc xe X-Cap này giá chỉ có 195 triệu thôi, 2007 chị nhá. 2007, hiện tại X-Cap bên em số sàn còn 2 chiếc kìa. Đó, còn 2 chiếc. Đấy, tất cả những cái mẫu xe ở đây thì đều mức tiêu hao nhiên liệu của nó phải trên 10 lít anh chị nhá. Phải trên 10 lít ạ. Và chiếc mẹc xe này em cũng đã nhận cọc rồi, đang ra tên cho khách, Teraka nhận cọc. Đây, chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2009 này. Fortuner ở bên em còn rất là nhiều, còn tầm 5-6 chiếc. Đấy, từ 2009 đến 2011 anh chị nhá, với cái mức giá dao động từ 307 cho đến 390 thôi. Đấy, anh chị quan tâm đến Fortuner thì có thể Zalo trực tiếp cho em nhá. Đấy, quan tâm mẫu xe nào Zalo cho em. Ford F-Cape 2010 động cơ là 2.3,
với mức giá là 286 triệu thôi. Đấy, 286 triệu một mẫu xe Ford Escape. Đây, chiếc xe này 195 triệu. Vâng, chiếc xe này. Đó, cũng với giá là 307 thôi. Phải nói chiếc xe này phải nói là nếu mà Fortuner thì là ông vua gầm cao. Thì chiếc xe này phải nói là cụ tổ gầm cao luôn. Đó. Toyota Land Cruiser với khối động cơ khủng là hơn 4 chấm anh chị nhá. Chiếc xe này sản xuất năm 2003 với cái mức giá bên em đang chào bán là 335 triệu. Xe rất đẹp luôn, Toyota Land Cruiser 2003. À, hiện tại Land Cruiser bên em còn 3 chiếc nhá, 201, 203, 2 chiếc, 201 một chiếc. Đấy, xe này video em lên riêng và rất đẹp luôn. Đấy, toàn mẫu xe gầm cao tốn xăng thôi. Đấy, đam mê cái tốc độ như là chúng ta đi phượt thì cái chiếc xe này phải nói là quá là xuất sắc luôn anh chị nhá. Đây này, chiếc xe Ford Escape này. À, Chevrolet Captiva này. Chiếc xe này 2008 số tự động. Số tự động này, biển số cũng khá là đẹp luôn. Với cái mức giá em đang chào bán là chỉ có 235 triệu anh chị nhá. Đấy, một mẫu xe Ford mẫu xe Chevrolet Captiva 2008. Escape này. Em đã nhận cọc ở Kiên Giang rồi, em lo nhận cọc Kiên Giang rồi. Và chuẩn bị giao xe. Đấy, chuẩn xe lồng chuẩn bị về nhận. Đấy, chiếc xe kia là 2011. Đấy, Fortuner 2011 nhá. Đây, và chiếc xe Fortuner này nữa này, màu bạc này. 2009. Và chiếc xe này là 2011. Đấy, hiện tại còn 5 chiếc Fortuner. Tất cả những chiếc xe ở đây em video riêng hết rồi. Nên quý vị chị bạn quan tâm đến cái chiếc xe gầm cao nào thì có thể Zalo trực tiếp cho em. Lần đầu quý vị chị các bạn theo dõi clip của em Loan, nhớ đăng ký kênh nhé. Bật nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất đưa lên. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.